Express. Anh Trung Dũng, 32 tuổi, một công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 11 năm hẹn hò với 5 người, song đều không thể kết hôn vì lương thấp. Khi thì bị đối phương chê, khi thì phụ huynh chê. Người ta chê mình rất là nhiều lần. Nhiều khi quen một thời gian, người ta hỏi mình lương sao, gia đình người ta chê lương bèo. Quen bạn gái thì bạn gái dắt tới nhà chơi mà má bạn gái hỏi con lương nhiêu. Tôi nói thật luôn, người ta hỏi sao lương bèo vậy. Người ta chê mình rồi, con gái người ta thì không có nghĩ gì. Nhưng mà người lớn người ta hay suy nghĩ lắm. Lương 6-7 triệu gì đó thôi. Hiện lương cơ bản thấp nhất cũng 7-8 triệu, cao nhất cũng 10 triệu rồi. Mình ở miền Tây mà, gái miền Tây là tiền trước thì tình sau. Không có tiền thì đừng có hòng quen gái ta. Ví dụ gái ta 8 nút thì mình cũng phải 10 nút. Họ muốn thì ngang thôi. Kinh tế cao một chút, cao họ là được. Có nhà, có xe. Còn mình thì làm công nhân mà, chạy xe tàng tàng. Đâu có gì đâu lo cho họ. Người ta thấy công nhân không muốn quen, muốn quen khá giả hơn. Quen 5 người trong 11 năm kết quả không thành. Cũng liên quan tiền bạc là chủ yếu rồi. Có một người năm 2018 mà má người đó làm mai cho tôi. Thấy tôi nghèo rồi thôi kiếm người khác. Nhiều mối tình lần lượt thất bại khiến anh tự ti, nên gần 2 năm nay không dám quen thêm ai. Thấy hụt hẫng, mình cố gắng hết sức rồi, không được thì bất lực. Mình thương người ta thật lòng, mình thấy tự ti nhiều khi không xứng đáng với con người ta. Cuộc sống, tình cảm quan trọng mà giờ không ai quen, đâu ra mà kết hôn. 32 tuổi là nhà giàu thì khác, tôi là công nhân mà, bây giờ lớn rồi khó quen cực kỳ. Thì cũng chủ động không thành, từ từ mình thấy tự ti, đi làm về mà không đi đâu. Tự ti làm biến quen sợ không thành rồi tự mình làm tổn thương mình. Dấp ngã một lần thì đứng lên, dấp 2-3 lần thôi dấp luôn đứng không nổi. Có tình yêu thực sự cũng khó mà giờ mình sống buông thả, buông trôi ra. Anh Trung Dũng chỉ là một điển hình cho thực trạng này. Báo cáo đầu tháng 8 của Viện Công nhân và Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tiền lương là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến quyết định lập gia đình của gần 54% người lao động. Khảo sát được thực hiện tại 6 tỉnh thành phố có đông lao động công nghiệp dịch vụ, đại diện các loại hình doanh nghiệp và vùng lương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, An Giang, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 3.000 người lao động. Anh Hữu Đạo, một công nhân ở Bắc Giang thừa nhận, 32 tuổi vẫn chưa dám nghĩ đến lập gia đình vì lương thấp, dù vô cùng khao khát có một gia đình riêng. Anh nói thu nhập của mình chỉ dưới 10 triệu, sợ không đủ lo cho vợ con sau này. Cái vấn đề về kinh tế chiếm ít nhất đến 80%, mình còn đi đến được với nhau hay không? 32 tuổi rồi, đến độ tuổi này thì gọi là khao khát có gia đình của riêng mình rồi em. Anh dự định kết hôn khoảng năm độ 28 đến 30, bây giờ giang dở, gọi là nhớ kế hoạch, chắc chắn là phải có những lúc chạy lòng. Hiện tại anh thì đi làm công nhân, mua giá đầu tư 8 đến 10 triệu. Nếu mà cả hai cùng đi làm thì nó đỡ hơn. Còn mà một người đi làm trong một người thì ở nhà làm công việc đồng áng đi, hơi gọi là quá tải. Nhà hai vợ chồng thì thôi không sao nhau, sao có con á, không có đồng ra được vào. Con mà chẳng may ốm đau đi viện ấy thì nó không khó. Có con rồi ấy, kèm theo nhiều thứ, chi phí sinh hoạt con cái đi học các kiểu nhiều lắm. Sợ vợ con khổ, thật sự là đấy. Đẻ ra rồi mà không chăm được, đàng hoàng tử tế thì cũng ái náy em chứ em. So với ngày xưa với lại mức sống của mình hiện tại, và đẻ ra đi, chế độ dinh dưỡng, sữa, chiếc các kiểu nó là khác nhau một trời một vực, không như ngày xưa. Đến trường học chỉ là một phần xong là học thêm đủ các thứ trên đời. Cần nhiều tiền hơn để nuôi một đứa con em ạ. Tiêu chí của bây giờ càng ngày càng cao. Bố mẹ có thể khổ nhưng mà nhất quyết không để con cái họ khổ. Khi mà chưa sẵn sàng thì chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Mà có muốn lập gia đình đi nữa, điều kiện kinh tế không cho phép thì cũng không làm gì được. Anh thừa nhận lương thấp nên ngại theo đuổi vì sợ bị từ chối. Mặt khác, lương hiện chỉ đủ sống, chưa có dư. Nó thẳng là bây giờ mình lương mình thấp này, theo đuổi người ta đi nhiều lúc cũng ngại, người ta thật sự đấy. Bây giờ xã hội, và thực tế và thực dụng đi. Giả dụ mà mình mới là một người đó, có điều kiện hơn thì chắc chắn là người ta không bao giờ chọn được những người mà không có điều kiện như mình. Lương nói chung là quyết định, cả hai có xác định đi đến được với nhau hay không. Tháng anh làm được 8 triệu đi. Nếu mà tháng nào tiết kiệm quá thì được khoảng 4 triệu rồi đấy. Đây gọi là tiết kiệm hết mức rồi đấy. Không thể nào mà tiết kiệm mãi được. Ở nhà bố mẹ ốm đau hay nhà có việc gì đấy đột xuất thì mình mới phải nói ra thôi em. Với mức lương của anh không thể thoải mái được em. Anh vẫn phải tiết kiệm. Thứ nhất anh đi làm anh vẫn phải gửi tiền về cho bố mẹ. Hoặc là gửi về một nửa, còn một nửa đấy còn lại mình cố gắng xoay sở làm sao cho đến khi ngày mình có lương. Khoản tiết kiệm thì có gọi là không đáng kể. Phòng nước mình ốm đau gọi là mình đi viện không phải vay mượn. Nếu mà mình mà ốm đau nặng quá thì cũng vẫn phải vay mượn. Đấy chỉ phòng những trường hợp nhẹ nhàng thôi em ạ. Theo các chuyên gia tư vấn tâm lý gia đình, kinh tế là một trong những lý do khá nhạy cảm khiến các cặp vợ chồng trẻ thường xuyên cãi vã, thậm chí đi đến quyết định ly dị nếu không tìm được tiếng nói chung. Đặc biệt khi cả hai vợ chồng đều có thu nhập thấp, không đủ để trang trải cuộc sống, sẽ dẫn đến tâm lý bất ổn và cáu gắt. Đây cũng là điều khiến anh Hữu Đạo trăn trở. Mọi mâu thuẫn nó thẳng ra cũng xuất phát từ tiền nong ra cả em ạ.
giữa hai vợ chồng ấy, khoản này khoản nọ thì không đủ chi tiêu, xong rồi thiếu một thế này thế kia thì nó ảnh hưởng nhiều, thì em gọi là nói nhiều ấy, mâu thuẫn trong cuộc sống trong gia đình mình kiểu như gọi là tạm bỡ ấy, thì nó sẽ không bền vững. Lúc đấy gọi là mình cố gắng làm sao dung hòa với nhau càng lâu càng tốt, nếu mà không được thì gọi là đường ai lấy đi. Khi người ta có điều kiện kinh tế hơn thì người ta có nhiều lựa chọn hơn, lấy vợ sinh con dễ dàng hơn so với những người gọi là điều kiện kinh tế thấp, mãi không kiếm được người đi cùng mình ấy. Không biết làm gì được, cố gắng gọi là sao cho bản thân mình tốt, trong gia đình tốt. Gánh nặng cơm áo, phải chịu áp lực trở thành trụ cột gia đình cả về kinh tế lẫn tinh thần, khiến nhiều đàn ông Việt không dám cưới vợ. Báo cáo tháng 8 năm 2023 của Viện Công nhân và Công đoàn cho thấy 75,5% trong tổng số 3.000 người được khảo sát trả lời thu nhập hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu, 11,2% người lao động không thể đủ sống. Ngoài thời gian làm việc tại doanh nghiệp, họ phải làm thêm việc khác để kiếm thêm thu nhập. Chỉ có 8,1% người lao động có dư dật tích lũy. Một thống kê của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội năm 2019 cho thấy, trong hơn 2.500 người đàn ông ngẫu nhiên được khảo sát, có đến 17,5% cho biết mình trải qua cảm giác cô đơn, lạc lõng. Ngoài ra, có đến 19% đàn ông cảm thấy chán nản, thất vọng. 9,4% nghĩ cuộc đời mình thất bại. Báo cáo của Tổng cục Thống kê năm 2020 cũng chỉ ra, trong 30 năm trở lại đây, nam giới có xu hướng ngày càng kết hôn muộn hơn. Cá biệt, một số thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, độ tuổi kết hôn trung bình của nam giới đã xấp xỉ 30 tuổi. Mức sinh hoạt phí cao cùng áp lực tại những thành phố lớn được xem là nguyên nhân dẫn đến xu hướng kết hôn trễ ở người trẻ thành thị. Tại các khu vực nông thôn và miền núi, độ tuổi kết hôn cũng có xu hướng tăng lên. Tình trạng khó lập gia đình vì lương thấp không chỉ xảy ra với nam, ngay cả nữ giới cũng chịu tác động. Chị Sương Mai, 30 tuổi, làm thiết kế nội thất tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 3 năm trước bị mẹ bạn trai chê lương thấp nên bỏ lỡ người mình yêu nhất. Cú sốc này khiến chị ám ảnh gần 3 năm sau đó. 27 tuổi về nhà ra mắt nhau á, cũng nói là lương mình như vậy, 8 triệu nè. Thì cái giai đoạn đó là người ta nói là mình nói là không có đủ điều kiện để vô nhà người ta. Chê mình lương thấp với lại ba mẹ mình không có môn đăng hộ đối với gia đình người ta. Chê rất là buồn nha, buồn 2-3 năm trời luôn. Mình đang ở một cái giai đoạn bị stress về vấn đề tiền bạc trong hôn nhân, mình chưa có bước qua được. Ví dụ như ngày hôm đó mà mình về nhà bạn trai mình nói lương mình 20 triệu đi, nó sẽ khác. Người ta sẽ có cái nhìn nhận khác về mình. Đầu tiên người ta chưa biết là mình ăn ở sao, mà đầu tiên thấy rằng con này nó có sự cố gắng, nó có sự nghiệp, nó có tiền, chị quen con mình. Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ người đầu thân tại Việt Nam đang có xu hướng tăng nhanh, từ 6,23% năm 2004 lên 10,1% vào năm 2019. Như vậy, trong vòng 15 năm, tỷ lệ người chọn không kết hôn đã tăng gần gấp đôi. Việc kết hôn muộn đang dẫn đến mức sinh thấp, điển hình như tại Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Hậu Giang. Ông Mai Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Quy mô Dân số, Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình cho biết, tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lao động, ảnh hưởng an sinh xã hội. Từ năm 2020, chính phủ khuyến khích nam nữ thanh niên kết hôn trước tuổi 30, sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi để đảm bảo sức khỏe. Chị Sương Mai cho biết rất khao khát lập gia đình, song lúc đàn mức lương ổn định lại lỡ thì ở tuổi 30, không tìm được người để kết hôn. Yêu đương là phải đi đến hôn nhân mới gọi là kết cục đẹp đúng không? Bây giờ trung bình là 20, cho đến lúc có điều kiện rồi đâu còn quay lại với nhau được nữa. Khao khát có một người ở bên mình mà cùng nhau cố gắng, có cơm để ăn về, mỗi lần về hai đứa ngồi ăn nấu chung với nhau chứ. Nhưng mà bây giờ đâu được sự lựa chọn nào đó. Đến tính lập gia đình không có người để mình lập, thở thì rồi, con gái nó sẽ có gia đình. Thế hụt hẫng, cái lúc không có tiền á, thì cũng không kết hôn được, mà có tiền á, thì cũng không có chọn được. Đa số bạn chị cũng nhiều lắm, tầm ba mấy tuổi chưa có gia đình. Nhiều nam giới độc thân cũng bồn chồn khi quá tuổi chưa lấy được vợ. Họ lo ế, chấp nhận hạ tiêu chuẩn, đồng thời lo lắng về hôn nhân kém hạnh phúc khi chấp nhận lấy đại vì nghĩa vụ. Với tình trạng hiện nay thì lấy vợ thì gọi là tỷ lệ rủi ro cũng cao em ạ. Tại vì bây giờ đang mất cân bằng tỷ lệ giữa nam và nữ. Sau này mình lấy được đi gọi là không yêu đương, gọi là tìm hiểu qua xong mình đi đến với nhau ấy, sẽ lấy vợ gọi là vì trách nhiệm, vừa cho bố mẹ có phải nghĩ, còn mà bảo hạnh phúc thì gọi là khả năng không hạnh phúc cao hơn em. Ở tuổi này hơi lớn mình đánh đại kiểu ai chịu cưới thì cưới, không biết sao giờ. Giờ lớn tuổi rồi, giờ không có tiêu chuẩn hết á, mở lòng ra rồi. Tiêu chuẩn cao quá rồi cũng chết. Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm cho biết, thời kỳ trưởng thành là từ 18 tới 35 tuổi. Đặc điểm quan trọng nhất của thời kỳ này là yêu, thiết lập mối quan hệ thân mật với người khác giới và xây dựng sự nghiệp. Ngoài 30 tuổi, dù sự nghiệp vững vàng mà không có tình yêu, con người dễ rơi vào trạng thái cô độc, trống rỗng và lo âu. Nhiều người không muốn phấn đấu bởi con cái là động lực kéo dài của mỗi người, là mục đích sống nối tiếp.
Chuyên gia tâm lý hôn nhân và gia đình Trần Kim Thành cho rằng, những người đã lớn tuổi muốn kết hôn nhưng chưa tìm được đối tượng phù hợp nên hạ bớt tiêu chuẩn, hạ bớt cái tôi xuống và đặt tiêu chí có hiểu biết, có đạo đức lên hàng đầu.